Người này là người đặc biệt trong trường học. Lúc vừa mới lên năm nhất đã dùng thiết bị cơ điện đơn giản giúp đàn anh lên lớp. Trong lần huấn luyện tân sinh viên mỗi năm một lần, hiệu trưởng cầm theo một ổ chim, sau đó lấy ra một quả trứng, vào đó chính là cạnh tranh. Sau đó lật đổ chiếc thùng bên cạnh, vô số danh sách báo danh rơi ra. Đây chính là quả trứng mà các bạn phải tranh giành lấy. Sau đó ông lấy ra chiếc bút không gian đáng tự hào. Đây chính là chiếc bút hiệu trưởng của ông tặng cho ông. Mà người này cứ thế này mà hỏi, nếu bút bằng thép không dùng được trong không gian, vậy sao khi hành viên không dùng bút chì? Lần này hỏi khó thấy hiệu trưởng rồi. Anh này biết phản biện hiệu trưởng rồi lại thầy giáo, trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng học. Suy nghĩ mới lạ của anh đều không được thầy giáo chấp nhận. Để tiết kiệm thời gian, chỉ cần có nước, anh liền tắm luôn trên đường. Người này rất yêu thích máy móc, lúc nào cũng tháo ra lắp vào. Thành tích của anh đều đứng đầu toàn trường, ai cũng thấy bất lực về anh. Anh là lão đại trong ký túc xá, ba người họ may mắn được xếp vào một phòng. Lão nhị là một người rất yêu thích điện ảnh, từ khi sinh ra cuộc đời anh đã được an bài rồi. Vận mệnh của anh cùng từ đó mà định sẵn, thuận lợi bước vào học viện cơ khí Hoàng gia. Lão tam gia đình khó khăn, bố bị bệnh nằm liệt giường, mẹ nghỉ hưu ở tại nhà, còn người chị chưa lấy chồng. Lão tam là hy vọng của cả nhà, thân phận của lão đại là một ẩn số. Nghe nói anh là kế nhị đại, nhưng chưa vào nhà của anh. Trường đại học của họ là trường học viện cơ khí Hoàng gia đứng đầu cả nước, hiệu trưởng là một coi trọng thành tích. Ông tin rằng đời người là một cuộc chạy đua, không thể nhìn lại được. Bạn học này là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, anh giống lão đại thích sự sáng tạo. Trong kỳ tốt nghiệp, vì không hoàn thành đồ án tốt nghiệp, hiệu trưởng liền không cho anh tốt nghiệp. Chiều ngày chủ nhật con trai tôi rơi từ xe lửa xuống tử vong. Sáng ngày thứ hai tôi phải lên lớp, vậy nên đừng nói những lời vô ích với tôi. Sinh viên sắp tốt nghiệp bất lực đánh mất đi phát minh, quẫn quá tìm đến cách khác tự tử. Trong tang lễ, lão đại đem tất cả tội lỗi đổ lên người của hiệu trưởng. Hiệu trưởng vô cùng tức giận, kéo anh đến phòng học để anh đứng lớp. Lão đại nhìn một lượt lão nhị và lão tam, rồi lật qua sách giáo khoa, trên bảng viết ra hai từ, bảo sinh viên cùng giáo viên ngồi dưới, trong 30 giây tìm định nghĩa hai từ này trong sách, không nằm ngoài dự đoán. 30 giây trôi qua rất nhanh, không ai tìm được định nghĩa của hai từ này trong sách. Tất nhiên trong sách sẽ không có hai từ này, vì đây chỉ là tên của lão nhị và lão tam. Nói xỉnh bắt chân lên chạy, hiệu trưởng giận dữ quát đến run người. Ông hết cách chỉ đành viết thư cho gia đình của lão nhị và lão tam, hy vọng con của họ sẽ tránh xa lão đại. Sau đó ba người đến nhà lão nhị trước tiên. Bố của lão nhị khiển trách một hồi lão đại, bọn họ đến cơm còn không cho ăn đã đuổi người đi. Đến nhà lão tam, mẹ lão tam cứ oán trách, họ không biết như nào mới tốt, chỉ đành miễn cưỡng rời đi. Ba anh em chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói. Lão đại đưa ra chủ ý, đây là lễ kết hôn của một người, bọn họ mang khăn chùm đầu tiến vào ăn trực. Lão đại bắt gặp người con gái đáng yêu kia ra, hóa ra đây là tiệc kết hôn của con gái hiệu trưởng. Ngày hôm sau họ được hiệu trưởng gọi đến văn phòng giáo huấn một đợt, còn đưa họ đến ký túc xá của học bá. Do áp lực từ gia đình và nhà trường, lão tam đành phải thuận theo. Phương thức học tập của học bá, học vệ, mỗi lần thi thì phải nằm trong góc đầu. Học bá đều cố ý đem sách khiêu dâm đến trước ký túc xá khác. Lão đại muốn thú rồi lão tam đã lên một kế hoạch. Ngay lúc học bá được chọn làm người phát biểu trước toàn trường, học vệ như học bá không cần hiểu, nên lão đại nhân đó thay đổi bản thảo của bài phát biểu. Trong buổi lễ phát biểu thành thế này, đánh giấm kêu mà không cố làm người khác kính trọng, đánh giấm vừa phải có thể chịu được, kén chịu được, cái này làm ba anh em cười đến đau bụng. Hiệu trưởng liền đuổi học bá xuống. Học bá tức giận khẩn cấp trèo lên sân thượng, đối điện với lão đại, ra một cái hạn định mấy năm, xem 10 năm sau ai tốt hơn ai. Sau đó lão tam nhận được điện thoại nói bố bị phát bệnh, cần nhanh chóng trở về. Xe cứu thương mãi không đến, lão đại cùng phi ra trực tiếp lái xe, đưa bố lão tam đến thẳng phòng bệnh. Bác sĩ nói may đưa đến kịp thời, không thì không cứu được nữa rồi. Lão tam đi làm cảm động, cầu xin lão đại tha thứ. Ba anh em lại trở về như cũ. Lão đại cũng thành công có được tình cảm của phi ra. Ngày hôm sau bọn họ phải đi thi. Phi ra đến bệnh viện gọi ba người dậy. Ba người lái xe nhanh chóng đến trường, nhưng vẫn bị muộn mất 30 phút. Đến khi họ nộp bài thi, giám thị đã không nhận bài nữa rồi. Chỉ thấy lão đại nêu ra nghi vấn, biết chúng tôi là ai không? Biết tên cùng mã sinh viên của chúng tôi không? Thầy giáo ngơ ngác, tôi cần không biết cậu là ai. Lão đại liền đem bài thi trộm lẫn hết lên, rồi chạy đi. Rất nhanh đã có điểm. Lão nhị lão tam thì xếp thứ hai thứ ba từ dưới lên, còn lão đại vẫn là đứng đầu. 4 năm trôi qua thật nhanh, đây là học kỳ cuối cùng của họ tại đây rồi. Trên bục phát biểu, hiệu trưởng gọi lão nhị và lão tam lên, xỉ nhục họ. Buổi tối hôm đó dưới tầng ký túc xá, lão đại nói ra nguyên nhân anh lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Bởi vì tôi yêu thích cơ khí, lão nhị yêu thích nhiếp ảnh, nên cậu khó hòa nhập với môi trường cơ khí này. Lão tam lại vì sợ đối diện với áp lực từ gia đình, áp lực từ trường học, nên không có một tâm thế tốt. Sau đó bọn họ đánh cược, nếu lão đại tỏ tình với phi gia thành công, lão nhị liền đi học nhiếp ảnh. Lão tam thì đối mặt với nỗi sợ, vì anh em, anh trực tiếp trèo tường đến phòng của phi gia, tâm tình bày tỏ với cô. Hóa ra phi gia cũng một lòng đợi lời thổ lộ của anh. Ba anh em không cẩn thận làm hiệu trưởng tỉnh giấc, ba người nhanh chóng chạy đi. Tiếp theo lão tam vẫn bị hiệu trưởng phát hiện. Ngày hôm sau gọi anh lên văn phòng, nghi thuyết đuổi học anh. Một bên tố giác lão đại, một bên mình bị đuổi học. Lão tam rơi vào cảnh khó xử, trong đầu đều là hình ảnh gia đình và bạn bè.
Trong lúc bất lực, anh lựa chọn cách cực đoan kia. Lão Tam nhảy lầu rồi. May thay cuộc phẫu thuật của anh thành công, bình an vô sự, thân thể anh bình phục ngày một nhanh. Cũng đến lúc Lão Nhị và Lão Tam thực hiện lời hứa. Lão Nhị thành cầu sinh bố, Lão Tam vẫn không qua phỏng vấn. Đối diện với sự sợ hãi, nhưng hiệu trưởng không nguyện ý bỏ qua cho Lão Tam. Ông định thân mình ra để visa không nhìn được nữa, liền lén lút lấy chìa khóa của văn phòng. Lão Đại và Lão Nhị vì anh em đã trộm lấy đề thi, nhưng Lão Tam không muốn gian lận, anh muốn dựa vào năng lực của mình. Hiệu trưởng phát hiện manh mối, đến thẳng phòng của bọn họ. Vì tội ăn trộm, hiệu trưởng liền gạch tên của bọn họ. Visa cũng không chịu được hiệu trưởng nữa. Hóa ra nhà của bọn họ còn có một người con trai. Người con trai do không chịu được áp lực từ hiệu trưởng nên đã nhảy xuống xe lửa tự tử. Visa thương tâm cùng cực, bỏ nhà ra đi. Kết quả người chị trong nhà sắp lâm bồn. Trong đêm mưa gió, xe cứu thương không tiếp cận được. May lúc đó gặp được ba anh em bị khai trừ. Họ đem người phụ nữ đặt lên bàn bóng. Nhìn thấy cô tinh thần mệt mỏi, trong thời khắc quan trọng trường học lại cắt điện, Lão Đại tập hợp tất cả học sinh trong trường, dùng kiến thức về cơ điện của họ hướng dẫn nhóm sinh viên lấy bình điện trong xe hơi lắp đặt lại, dùng máy hút bụi tạo một miếng hút đơn giản. Lập tức đứa trẻ được sinh ra. Hiệu trưởng nói ra một câu mà ai cũng khó tin: đạt tốt lắm, sau này muốn làm cầu thủ đá bóng sao? Mau! Nhìn thấy Lão Đại quay người đi, hiệu trưởng gửi đến. Ông không tìm được nước mắt đưa mút không gian cho anh. Màn tương thân tương ái của thầy trò cùng hạ xuống rồi. Ba người họ thành công tốt nghiệp. Từ đó Lão Đại cũng biến mất. 10 năm sau, Lão Nhị trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Lão Tam gia đình sự nghiệp đều có. Học bá đến nơi hẹn định của bọn họ. Là lúc thực hiện ước hẹn 10 năm rồi. Họ theo địa chỉ tìm đến chỗ ở của Lão Đại. Trong nhà đang tổ chức tang lễ cho người cha, mà tên người này cùng Lão Đại giống nhau, nhưng vẻ ngoài lại không giống. Nhìn lên tường có chứng chỉ học vị, ảnh tốt nghiệp, bọn họ mơ hồ quá. Chỉ có chủ nhà mới biết sự thật. Bọn họ tìm đến chủ nhà để hỏi. Người này trực tiếp dùng súng hồi đáp. Bọn sau khi giao tiếp bằng mắt, trực tiếp cướp lấy bình cho cốt của người cha. Người Tam có hiếu cũng nói ra chân tướng. Hóa ra Lão Đại chính là con trai người hầu của nhà này. Cậu rất yêu thích học tập, lúc nhỏ thường mặc đồng phục đến trường. Từ đó cậu bắt đầu thay thế cho Phú Nhị Đại, hoàn thành việc học. Bởi vì bố anh ta là một người mù chữ, may có thể thay anh ta lấy chứng chỉ học vị, dạng danh gia tộc. Sau đó Phú Nhị Đại nói ra địa chỉ của Lão Đại. Giữa đường còn không quên đến lễ cưới của cô mang cô theo. Họ đi đến nơi sinh sống của Lão Đại. Lúc này anh đang cùng học trò chơi trò người máy. Anh em cuối cùng cùng tìm được anh, vừa gặp đã vật lộn. Ba người cuối cùng ôm lấy nhau. Học bá đắc ý đến đưa Lão Đại ký vào giấy nhận thua, dùng ngay chiếc bút mà hiệu trưởng tặng anh. Học bá đắc ý rời đi, giữa chừng có gọi điện cho hắn dừng lại. Hóa ra Lão Đại chính là vị khách lớn vừa mới ký hợp đồng của học bá. Hợp đồng coi như là kết thúc, chúng ta không cần nhìn mặt bắt hình dong, không cần như người máy từ đầu đến cuối chấp hành mệnh lệnh. Suy nghĩ là cách xuất sắc, và quan trọng nhất, để thành công sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào. Đây là đạo lý mà bộ phim muốn truyền đạt. Tôi là Hy Lam, nhớ like và subscribe nhé.